Hello quý vị và các bạn thân mến. Trước hết là mình xin được chúc mừng năm mới everybody nhé. Happy New Year to everybody. Rồi hiện tại bây giờ là ngày 1 tháng 1 năm 2020, 4 giờ 40 phút chiều tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Thì trong cái buổi chiều ngày hôm nay Tony có hai cái thông tin mà nó dính dáng tới cái tiền bạc mà Tony xin phép được cập nhật cũng như là chia sẻ lại với các bạn. Thứ nhất là cái chuyện gia hạn 300 đô la từ liên bang. Rồi thứ hai là cái chuyện nếu các bạn đủ những cái điều kiện sau đây thì các bạn có thể nhận được 1.500 đô la mỗi tháng và cho 3 tháng để hỗ trợ cho các bạn trả tiền thuê nhà. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ trong cái buổi chiều ngày hôm nay, ngày New Year, ngày 1 tháng 1 năm 2021, ngày đầu năm. Mời các bạn nghe tin tức về tiền bạc như thế này thì chắc có thể các bạn sẽ may mắn cả năm. Mời các bạn theo dõi nhé. Bây giờ thì Tony xin chia sẻ với các bạn cái vấn đề thứ nhất, đó là cái chuyện gia hạn thất nghiệp 300 từ liên bang. Thì sau khi mà Tổng thống Trump ký cái đạo luật 900 tỷ đô la thì trong 900 tỷ đô la này nó có cái chuyện gia hạn 300 tiền thất nghiệp cho cả nước Mỹ luôn các bạn nhé, chứ không riêng gì một cái tiểu bang nào. Các bạn nghe nhớ kỹ nha. Rồi, và cái 300 gia hạn thất nghiệp này thì nó không có cái điều kiện gì hết. Nếu các bạn đang thất nghiệp và các bạn đang lãnh tiền của tiểu bang, và doesn't matter how much các bạn lãnh, tức là 1 đô la, 5 đô la, 10 đô la gì Nguyễn sao các bạn đang trong tình trạng thất nghiệp thì các bạn sẽ qualify cho cái 300 từ cái liên bang này. Đó, rồi thì hôm nay thì tôi này xin chia sẻ với các bạn là EDD của tiểu bang California mới vừa ra một cái thông tin ngày hôm qua, ngày chiều hôm qua đó, là bắt đầu ngày Chủ nhật này các bạn, những ai mà request cái payment hoặc là certify cái payment đó, thì các bạn sẽ thấy 300 cộng vào cái tiền tiểu bang của các bạn bắt đầu ngày Chủ nhật từ này. Cũng như là tiểu bang Texas của Tony, người ta đã ra thông báo rồi, người ta bắt đầu sẽ trả ra 300 từ cái đạo luật 900 tỷ đô la bắt đầu từ này, là bắt đầu từ Chủ nhật đó các bạn nhé. Đó thì đây cũng là một cái tin vui cho tất cả những quý cô chị anh em út, hay là nó tóm lại sư huynh sư đệ sư muội gì đang trong tình trạng thất nghiệp. Và nếu mà các bạn biết rồi, California mà chỉ có lãnh tiền của tiểu bang không đó, thì có thể không đủ chi phí sinh hoạt hàng ngày trong cuộc sống. Thành ra cái 300 này nó cũng giúp rất là nhiều trong cái cuộc sống hàng ngày của người dân California cũng như là everywhere vòng quanh nước Mỹ luôn, chứ không riêng gì tiểu bang California các bạn nhé. Thì đây cũng là một cái tin vui đầu năm. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang cái vấn đề thứ hai. Cái thông tin thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là cái chuyện nếu các bạn làm theo, tức là các bạn làm á, mà income của các bạn nằm trong những cái này nè, thì các bạn ở ngay cái khu vực này nè, cái khu vực mà tôi sắp sửa nói nè, cái thành phố này nè, thì các bạn sẽ có thể lãnh 1.500 cho 3 tháng, tức là tổng cộng là 4.500 để giúp các bạn trả tiền rent, tiền thuê nhà. Đó là những chi tiết tôi xin chia sẻ sau đây, mời các bạn nghe nhé. Trước nhất thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn là cái mức thu nhập ai làm bao nhiêu người thì mới đủ cho cái hỗ trợ này. Nếu một người thì thu nhập khoảng 44.850 đô la trở xuống thì các bạn sẽ qualify cho 1.500 đô la mỗi tháng trong vòng 3 tháng. Rồi, nhà có 2 người thì tổng thu nhập là 51.250 đô la. Nhà có 3 người thì tổng thu nhập là 57.650 đô la. Nhà có 4 người thì tổng thu nhập là 64.050 đô la. Nhà có 5 người thì tổng thu nhập là 69.200. Nhà có 6 người thì 74.300. Nhà có 7 người thì 79.450 đô la. Nhà có 8 người thì 84.550 đô la. Và chính quyền thành phố sẽ bắt đầu nhận đơn từ ngày 13 tây cho đến 28 tây tháng Giêng. Cho nên nếu ai ở trong cái thành phố này, Tony sắp sửa nói cái tên thành phố này, nếu ai ở trong cái thành phố này thì nhanh tay thì còn chậm tay thì hết. Thì tại vì cái tiền này là tiền từ cái thành phố người ta bỏ ra để hỗ trợ cho cư dân của thành phố, cho nên nó có giới hạn. Thành ra các bạn phải keep eye on the day and the time để mà apply các bạn nha. Rồi thì một chút xíu nữa thì tôi này sẽ để cái địa chỉ hoặc là cái số phone để các bạn có thể gọi vào mà biết thêm chi tiết, hoặc là lấy cái apply cái sành hay sao đó các bạn nha. Bây giờ thì Tony xin chia sẻ với các bạn cái chương trình này, nó có tên là WCARES, tức là dịch ra là Westminster Care. Cái chương trình này nó đến từ thành phố Westminster, tiểu bang California. Thì trong cái đạo luật Care đó thì thành phố Westminster này còn dư lại cái đạo luật Care hồi tháng 3 đó các bạn, thì thành phố này còn dư lại một số tiền từ cái đạo luật đó, cho nên bây giờ người ta đem ra để mà hỗ trợ cho những cái cư dân ở trong cái thành phố Westminster, tiểu bang California. Và sau đây tôi này xin chia sẻ với các bạn ai sẽ là người hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện để mà apply cái chương trình này. Thứ nhất là bạn phải là cư dân của thành phố Westminster. Thứ hai là bạn phải có một cái bản hợp đồng thuê nhà, rent apartment hay sao đó. Tại vì thành phố muốn giúp đỡ cư dân tiếp tục ở tại nơi đang thuê tại thành phố Westminster. Đó là như vậy. Rồi, cư dân tức là các bạn á, nếu mà đang thuê á, thì các bạn phải nói với ông chủ apartment hay là chủ nhà của các bạn là phải nhận tiền hỗ trợ từ cái chương trình WCARES này nè. Đó, để cho chi, để người ta chuyển thẳng tiền, trả tiền nhà cho các bạn tới cái người chủ luôn, chứ tức là người ta không có đưa cho bạn mà người ta đưa thẳng cho người chủ luôn đó các bạn nha. Tức là người chủ mà các bạn đang thuê đó, đó là như vậy. Khi mà các bạn application đó thì các bạn phải chuẩn bị đầy đủ những cái giấy tờ, ví dụ như các bạn phải chứng minh là các bạn bị mất thu nhập vì bệnh dịch Covid-19, hoặc là cái công ăn việc làm của các bạn bị mất giờ, hoặc là bị mất ngày. Ví dụ các bạn đang làm 5 ngày sụt xuống còn 3 ngày, hoặc là đang làm 8 tiếng sụt xuống còn 4 tiếng sao. Tức là các bạn phải có đầy đủ các chứng minh về cái chuyện thu nhập của các bạn bị giảm, bị mất đi, thì thành phố người ta mới hỗ trợ cho các bạn 3 tháng và mỗi tháng là $1.500 để các bạn xoay sở tiền rent trong 3 tháng các bạn nha. Thì các bạn nên để ý là ngày mà hồi nãy tôi này có nói ngày giờ để apply rồi, bắt đầu từ ngày 13 tây đến ngày 28 tây tháng 1 này nè. Thành ra hôm nay là ngày 1 và còn khoảng hơn 10 ngày nữa. Nếu ai ở trong những cái thành phố này á, trong cái thành phố Westminster này, thì các bạn phải để ý để mà nếu các bạn đang nằm trong cái tình trạng khó khăn á, rồi nếu các bạn làm mà cái mức thu nhập á, mà nằm trong những cái con số mà người ta đòi hỏi á, thì các bạn có thể đủ điều kiện để apply để mà nhận cái hỗ trợ $1.500 mỗi tháng cho 3 tháng các bạn nha. Sau đây thì tôi này xin đọc cái địa chỉ để các bạn có thể apply và cái số điện thoại. Nếu các bạn có những cái thắc mắc gì thì các bạn có thể gọi thẳng vào để các bạn hỏi luôn. Người ta nói tiếng Việt Nam luôn các bạn nha. Thì sau đây cái địa chỉ nó như thế này nè các bạn. 7200 Plaza Street, Westminster, California 92683. Đó là cái địa chỉ. Còn bây giờ á, là cái số phone nè, nếu các bạn có thắc mắc về cái chương trình WCARES này đó thì các bạn có thể gọi cái số điện thoại này nè, 714 898 3311, 714 898 3311, hoặc là các bạn có thể gửi email đến cái địa chỉ email của cái chương trình này nè, wcares@westminster.cali .gov. Đó là cái địa chỉ email. Còn nếu các bạn có thắc mắc gì nữa thì các bạn comment bên dưới cái video. Tony sẽ trả lời những cái gì mà trong sự hiểu biết của Tony về cái chương trình này để giúp các bạn vượt qua 3 tháng khó khăn về tiền rent nhà các bạn nha. Sau vài phút nhanh gọn lẹ buổi chiều ngày New Year, ngày đầu tiên của năm 2021, năm con trâu, thì hy vọng là nó sẽ better hơn năm con chuột các bạn nha. Tại con trâu thì nó bự hơn con chuột, và con trâu thì nó đi cài không, mà nó không có phá giống như con chuột, đúng không các bạn? Con chuột thì nó phá hơn con trâu. Thì hy vọng là năm mới thì mọi người sẽ gặt hái thành công trong công việc của mình, cũng như là gặt hái được sự giàu sang phú quý các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Have a good night and see you in the next video. Bye bye.